Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình cắt thu cảnh những cây khế này. Cây này thì các bạn đã gặp nhiều rồi, không còn lạ gì nữa. Và bây giờ là mùa xuân thì mình cắt thu cảnh để tạo lại cái bộ tán cho cây này. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi. Đấy các bạn, sau cái đợt tỉa vừa rồi thì cành nó khá dài. Có những cành nó rất dài luôn. Đây. Và bây giờ mình sẽ cắt lá, sau đấy thì mình cắt thu cành luôn. Đối với những cành nào mà không cần phải tỉa lá thì mình cắt ngắn luôn. Lúc đầu thì mình cắt dư một chút, sau đấy thì mình cắt lại sau. Đối với cây khế mùa này là mùa xuân nên là mình tỉa mình không sợ đâu các bạn. Mình cắt đi và mình tiếp tục nuôi các bạn ạ. Cây này mình làm dạng tay tán tự nhiên thôi. Đây bộ gốc đây. Và sau khi cắt xong thì được cái cây như này các bạn này. Mình tiếp tục mình nuôi. Tiếp tục mình nuôi cho tay nó lớn lên. Và mình giữ cái form dáng như thế này. Mời các bạn xem lại cái phần tay một chút. Đây các bạn. Đấy, mình phân tay đều như thế này. Và mình xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc tất cả quý vị và các bạn làm được nhiều cái đẹp. Xin kính chào và hẹn gặp lại.